Chào thầy và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi trình bày về vi xử lý là gì, vi điều khiển là gì, kiến trúc của bộ nhớ vi xử lý, kiến trúc tập luyện vi xử lý và ứng dụng của vi điều khiển, giới thiệu về con IC16F887. Thì bây giờ mình sẽ đi qua phần đầu tiên, đấy là vi xử lý là gì. Thì vi xử lý là một mặt tích hợp có thể xử lý dữ liệu về mặt số học như là logic hoặc là hoạt động theo các câu lệnh đã được lưu ở trong bộ nhớ đấy. Thì mặt tích hợp là gì? Thì mặt tích hợp là nó là như là một các mạch điện tích hợp trên các con transistor lại đó, nhiều con transistor. Và thứ hai là nó được chế tạo trên một mạch silicon. Thứ ba là một mạch vi xử lý là nó chứa cả một cái mạch tổ hợp và cái các mạch tuần tự. Thì các mạch tổ hợp là gì? Thì các mạch tổ hợp nó là các mạch như là cổng NAND hay là cổng AND, các ngõ ra chỉ là phụ thuộc vào đơn thuần các ngõ vào, còn mạch tuần tự thì nó còn phụ thuộc vào các ngõ ra của nó, phụ thuộc vào các như là xung và trạng thái của nó, thì có nhớ lại, có nhớ trạng thái. Đây, tất cả các yếu tố này thì cấu thành một cái vi xử lý. Và đây là cái hình con vi xử lý của Intel 4004. Bây giờ mình sẽ qua phần thứ hai, đó là vi điều khiển. Thì vi điều khiển thì nó là tập hợp các cái vi xử lý nhỏ như là ADC hay là bộ dao động, xung cả lóc, là RAM hay là vi xử lý ROM hay là các cái ngõ ra IO, thì nó cấu thành cái một cái bộ vi xử lý, một cái bộ vi điều khiển. Đấy. Thì các cái con vi điều khiển này nó có chức năng là điều khiển các thiết bị điện tử. Thì ở phần sau thì mình sẽ nói nó ứng dụng vào điều khiển các thiết bị gì. Tiếp qua phần thứ ba, đó là kiến trúc bộ nhớ vi xử lý. Thì có hai cái kiến trúc là kiến trúc Harvard do giáo sư trường đại học Harvard nghiên cứu và phát triển, và còn kiến trúc thứ hai là von Neumann, là do ông người Đức. Thì đây là cái kiến trúc Harvard, nó gồm có bộ các cái mã lệnh, bộ nhớ các mã lệnh, bộ ALU và cái điều khiển trung tâm như là cái bộ nhớ và các ngõ ra IO. Còn đây là kiến trúc von Neumann. Thì ở đây có kiến trúc von Neumann thì nó đã tích hợp cái kiến trúc cái bộ nhớ mã lệnh đây chung với lại cái đường dữ liệu, mã dữ liệu này chung lại thành một. Thì qua phần sau mình sẽ giải thích rõ hơn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ giải thích rõ hơn về nó, là đây là cái kiến trúc về Harvard. Thì cái ngõ dữ liệu, cái mã dữ liệu này, cái mã bộ nhớ, mã lệnh đây được lưu ở một cái nơi khác, và nó tách biệt với cái phần bộ nhớ dữ liệu. Về von Neumann thì nó đưa chung cái kiến trúc cái mã lệnh, các mã lệnh này vào gộp chung với cái thằng dữ liệu, kiến vào cái bộ nhớ dữ liệu. Thì điều này sẽ dẫn đến các cái ưu điểm và nhược điểm khi mình làm. Ví dụ như là cái con Harvard này, kiến trúc Harvard này, thì nhìn như thế này, nhìn như thế thì nó sẽ là cái tốc độ truyền dữ liệu hay là nhận dữ liệu của nó sẽ là nhanh hơn, nhưng là chi phí để đầu tư nó thì nhiều. Và cái về mặt nếu mình muốn thay đổi cái kích thước cái đường dữ liệu này 8 bit này lên thay đổi thì nó sẽ không ảnh hưởng. Ngược lại thì von Neumann thì
cái kiến trúc nó nhỏ gọn và dễ thực hiện, nhưng là cái khả năng mà thay đổi về cái mạch dữ liệu của hàng này, của kiến của các mã lệnh hay là cái dữ liệu trong trong này thì nó sẽ khó hơn. Và mặt nữa là tốc độ truyền nó là một một đường dữ liệu nên là nhận đi và gửi về nó sẽ lâu hơn so với là Harvest. Thì qua phần thứ tư là kiến trúc tập lệnh vi xử lý, thì kiến trúc tập lệnh vi xử lý thì có hai, nó có hai hai phần hai hai tập lệnh, đó là RISC. Thì RISC nó được viết tắt là Radio Instruction Set Computer. Nó là tập hợp các những các tập lệnh đơn giản trong máy tính. Và cái SID thì nó là viết tắt là Complex Instruction Set Computer, là tập hợp những cái tập lệnh phức tạp. Thì cái kiến trúc mà SID này á, thì nó tập hợp những cái kiến trúc mà ít tập lệnh, nó sẽ ít tập lệnh hơn và nó sẽ xử lý các tập lệnh đơn giản rất là đơn giản, nhưng nó xử lý các tập lệnh phức tạp thì rất là phức tạp. Còn ngược lại thì kiến trúc SID này thì nó sẽ tập hợp rất là nhiều lệnh, nhưng nó xử lý các lệnh mà các chương trình phức tạp thì rất là đơn giản. Ngược lại thì nó xử lý các chương trình đơn giản thì lại rất phức tạp. Đây. Thì nó có hai kiến trúc chính như thế trong việc xử lý. Và đi qua phần thứ tư, đây là ứng dụng của vi điều khiển. Thì ứng dụng của các vi điều khiển hiện nay thì nó được dùng như ở trong các đèn giao thông này, hay là các cái hệ điều hành, hay là xe tự hành, hay là máy in, vân vân, các cái thiết bị mà trong gia dụng trong nhà cũng thường hay thấy, cũng thường được ứng dụng trong, thường được các vi điều khiển ứng dụng. Thì qua phần cuối giới thiệu về con Big 16S887, thì ở đây mình sẽ mở dataset nó ra. Thì con IC16S887 này, con vi điều khiển 16S887 này thì nó có tổng cộng là 5 chân, 5 bọt IO. Thì mỗi bọt gồm có 30 3 gồm có 7 gồm có 8 chân IO. Làm gồm có 8 chân IO với nhiều chức năng khác nhau. Ngoài trừ như là bọt E thì chỉ có 3 chân. Có các chức năng như là xung BWM, hay là cái bộ định thời gồm có ba bộ định thời, vi điều khiển có ba bộ định thời, thăm mơ 1, thăm mơ 0 và thăm mơ 2, còn có bộ chuyển đổi ADC 10 bit giao tiếp UA với máy tính hay là các thiết bị khác, và có bộ so sánh về bộ nhớ của cái vi điều khiển này. Thì có bộ nhớ chương trình là có 8 ký quật, một quật thì bằng 16 bit, một quật bằng 16 bit thì mình cứ quy đổi đó. Thì còn data bộ nhớ đó, dữ liệu thì còn có 368 bài bộ nhớ EEPROM, thì có 256 bài. Thì công vi điều khiển này á, thì mình sử dụng cái xung dao động ngoài, cái bộ xung dao động thì 20 hạt. Còn ở trong nó thì sử dụng các cái xung dao động nội là nhỏ hơn 8m. Và cái vi điều khiển này sử dụng cái kiến trúc và sử dụng cái tập lệnh này, sử dụng cái kiến trúc tập lệnh là SRID. Thì nó là
đơn các kiến trúc là nó ít tập thể hơn nên nó chỉ có 35 làng. Chỉ có 35 làng. Thì bài tập của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn.